Xin chào quý khán giả, cô bác anh chị. Mình là Phạm Văn Nội, chủ kênh YouTube Bản Mông Hà Giang. Này tiếp tục chia sẻ hoàn cảnh nhà anh Hạ Mino, một người dân tộc Mông trên cao nguyên đá Hà Giang. Nhà anh thì nghèo, mới ở riêng. Lấy vợ thì là thường là người Mông nhà đông con ấy thì sẽ hay ra ở riêng. Cuộc sống lúc đầu rất khó khăn. Hai vợ chồng anh thì cũng làm một ngôi nhà nhỏ ghép bằng các tấm ván thôi. Nhìn rất hoàn cảnh. Phía bên đằng bên một bức tường được phía trên thì không có ý gì che, lấy cái tấm bạt che lại. Cái chỗ này còn hở ra cái gác để cối. Ngày mưa thì hất chắc ướt hết. Nhà anh thì bé, vỏn vẹn mấy mét vuông thôi. Rất hoàn cảnh. Cũng mong các mạnh thường quân, nỗi lòng tâm có thể chia sẻ giúp đỡ anh phần nào về vật chất để anh bớt khổ hơn. Cũng không phải là quà nhiều quà to. Tất cả bộ quần áo cũ không sử dụng này, hoặc là những cái gì đó các mạnh thường quân có thể gửi cho mình sẽ chia sẻ tới tất cả những hoàn cảnh khó khăn của đồng bào dân tộc Mông trên cao nguyên đá Hà Giang. Đây là toàn cảnh ngôi nhà, các bạn thể nhìn thấy cũng nhà cũng mới làm thôi, lập bằng mấy tấm bờ rô mới, các tấm ván ép ghép lại với nhau khoảng tầm 10 mét vuông. 4 người ngủ trên một cái giường. Nền nhà này còn nền đất. Quý khán giả có thể thấy này. Nền đất. Bên trong thì cũng không có gì cả. Ngoài cái giường, 4 người ở, mấy cái nồi để nấu ăn, mấy cái vật dụng linh tinh thôi chứ cũng không có gì giá trị. Đây là cửa chính của ngôi nhà bằng các cái tấm phên. Các bạn có thể nhìn thấy cửa. Bên trong thì nhìn sơ qua không thấy gì cả. Nghèo. Khổ lắm. Đồng bào dân tộc Mông rất nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn. Cũng mong là quý khán giả thấy được thì cũng chung tay giúp đỡ gia đình. Phía tấm này còn bằng các tấm phên rất thường vì cô bác khán giả có lòng hảo tâm liên hệ với mình sẽ mang những phần quà ý nghĩa của các cô các bác các anh chị tới từng hoàn cảnh khó khăn một, trao trực tiếp và có ghi hình để cho các cô bác thấy được cái xuất quà quý giá của mình tới tay được những hộ nghèo dân tộc Mông trên cao nguyên đá Hà Giang. Cô bác anh chị đăng ký kênh ủng hộ mình có động lực để đi quay tiếp những hộ nghèo khác của đồng bào dân tộc Mông trên cao nguyên đá Hà Giang. Cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.